Chủ đề son nude dành cho người châu Á luôn được mọi người yêu cầu nhiều nhất. Trong video ngày hôm nay thì Sa sẽ tổng hợp lại top 7 màu son nude kem lì mid-end đẹp cho người châu Á. Mở đầu cho video này chính là bảng son kem lì Zoe Zoe Liquid Lipstick từ nhà Smokebox màu Stepping Out. Đây là một tông deep nude rất tây và thu hút. Sa cá là cũng rất nhiều chị em sở hữu em son này rồi, bởi vì trong những set Sephora năm ngoái tích hợp em son này ở một mức giá rất hời. Giá web bán lẻ là 24 đô cho một thỏi son, nhưng nếu mọi người mua theo set Sephora thì sẽ rất rẻ thôi. Son thơm nhẹ nhàng mùi vani, chất son lỏng mịn đều màu cùng đầu mút nhọn, có lỗ khoét giữa để tán son đều mịn nữa. Nếu trong video này mọi người thấy chất son đặc thì chỉ là do Sa đã dùng em này rất lâu đến mức son khô lại và sắp hết rồi đó thôi. Em son nude mà Sa vẫn dùng thậm chí khi để mặt mọc chính là Rira Cosmetics màu 1995. Thật kỳ lạ nhưng màu son này chẳng đòi hỏi chủ nhân của em ấy cầu kỳ như những tô nude khác. Màu nude neutral từ một chút tông mauve và rose khiến 1995 phù hợp với mọi tone da. Em son 20 đô này có hương thơm vani, chất son mướt đều màu và không gây khô môi. Tuy vậy đầu mút son hơi thô nên sẽ khó khăn một tí cho những bạn chưa quen với việc kẻ khô môi. Bạn thích son nude nhưng lười make up mắt, má hay là thậm chí cả kem nền thì vẫn có thể dùng màu son này rất đẹp. Thậm chí là Sa tin rằng khi răng bạn ngà và da bạn không sáng thì sắc son này vẫn rất lung linh. Những thương hiệu luôn có những màu son gây sốt. Với Kat Von D thì màu son đó chính là Lolita. Nếu như bạn thích sắc hồng của tone nude thì chọn Lolita, nhưng nếu bạn ưng sắc cam hơn thì Lolita 2 rất hợp lý. Khi bạn muốn một màu lai giữa hai màu son này thì Double Dare là hoàn hảo. Riêng Sa thì chọn tone Lolita vì hợp với da Sa nhất. Sắc nude lạnh cũng giúp Sa nhìn tây hơn hai màu son còn lại. Với giá bán 20 đô cho một chiếc son đều màu và mịn thì Kat Von D Lolita luôn là một tone nude huyền thoại. Son lỏng và hơi lâu khô hơn so với những bạn son khác. Điểm lớn nhất Sa không thích của em son này là cỏ son quá dài, dùng không quen tay, cũng như là mùi son hơi bị gắt và nồng. Dành cho những cô bạn luôn thích phong cách tây, sexy, quyến rũ môi dày của những cô nàng da ngăm. Ai bảo bạn chỉ sexy khi da thật trắng và môi đỏ chứ? Với Huda Beauty Spy Girl thì không chỉ khi thấy màu son đâu, mà thiết kế vỏ hộp của son cũng đã đủ đánh gục bạn rồi. Sắc nude chỉ gồm nâu và beige, không có tông đỏ hồng cam gì, thật mới mẻ và độc đáo. Tông son này đậm và cá tính mạnh nên hãy kết hợp cùng make up chi tiết mắt má để có được khuôn mặt hoàn hảo nhất nhé. Son thơm mùi vani béo ngậy ngọt liệm, mùi này rất dễ chịu nhưng tỏa xa cực kỳ. Khi Sa dùng em son này lên thì những người xung quanh đều thốt lên: ôi, mùi son thơm quá. Chất son lỏng mịn và đều màu trên môi, và khi khô lại cũng rất nhẹ nhàng, dễ chịu. 10 điểm tròn, không chỗ chê. Tuy thuộc mức giá mid-end nhưng La Prime luôn có những đợt sale off hoành tráng. Tính ra giá son chỉ bằng drugstore thôi. Gọi màu Riot là nude cũng không đúng lắm, mà gọi là tone đất thì đúng hơn. Tuy nhiên ở Việt Nam khái niệm nude và đất vẫn không quá rõ ràng. Và nếu loại màu son này khỏi video này thì Sa cũng không biết phải bỏ em ấy vào video nào nữa. Riot là tông đào đất ngọt ngào và quyến rũ. Thật lòng mà nói mình không thích chất son của La Prime quá, nhưng màu son này có thể tạo được ngoại lệ. Son khô lại làm lỗ vân môi nhiều hơn so với những son kem lì khác. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của son là nằm ở chỗ mùi son cực kỳ gắt và nồng. Đó lại là một mùi cũng không được thơm nữa, nên thẳng ra là Sa ghét mùi son này cực kỳ. Black Moon. Nếu đối với bạn cái tên Black Moon còn xa lạ thì bạn hãy tìm đến ngay Instagram của Black Moon và chiêm ngưỡng những sản phẩm của hãng này nha. Sa cực kỳ mê concept huyền ảo của hãng này luôn. Lúc cầm trên tay Sa còn suýt xoa vì em son có bào bì đẹp ngất. À ha, son còn có cruelty free và vegan nữa. Ai theo chủ nghĩa làm đẹp theo cách nhân đạo thì sẽ chú trọng hai tiêu chí này lắm nha. Son kem lì xốp mịn ở dạng mousse nhưng lâu khô hơn các dòng son kem lì bình thường. Với em son kem lì này khi thoa nếu mọi người có bặm môi cũng không có vấn đề gì cả. Son thơm vani nhưng hơi gắt một chút, tuy nhiên là mùi son này không nồng nên sẽ ổn thôi. Màu son Libra là màu son bán chạy số 1 của hãng. Đây là tone nude rất sáng và gần với tone da của Sa nhất, nhưng mà không khiến da bị bợt. Hãy chắc rằng tone da của bạn sáng nếu muốn sử dụng Libra nhé.
Cuối cùng trong top 7 cũng là màu son lợi hại nhất chính là Trinket của Sugar Pill, hiện được bán tại web hãng với giá 18 đô. Mặc dù là tone nude đào đất sáng nhưng lại cực kỳ hợp với tone da châu Á. Đặc biệt hơn cả ở màu Trinket này chính là lớp mạ vàng óng ánh hiện lên khi lớp màu lì khô lại. Sẽ có cảm giác như môi mình được dát vàng vậy. Nếu mọi người dành em son này cho những bữa party thì hết sảy còn bà bảy luôn. Sẽ cực kỳ nghiện mùi kẹo C thơm thơm tỏa ra từ bảng son Trinket này, kiểu quay về thời thơ ấu ý. Chất son lẫn mượt đều màu bất cứ nơi đâu bạn loan son. Khi khô lại thì son rất mỏng nhẹ môi và ít lộ vân môi cực kỳ. Sao mong là Sugar Pill sẽ cho ra đời nhiều màu son kem lì dễ dùng hơn, vì so với bảng màu hiện tại thì Trinket là màu son dễ dùng nhất rồi. Vừa rồi là 7 màu son nude kem lì của Mỹ ở mức giá mid end mà Sa thấy thích và phù hợp với tone da châu Á nhất. Để lựa được những màu son đẹp này thì Sa đã phải trải qua những bảng son ai cũng khen nhưng mà không hề thích hợp với tone da châu Á, như là Celebrity Skin của Jeffree Star hay là màu son Stone của Dose of Color. Sa hy vọng là video này sẽ giúp ích được cho các bạn tìm được màu son nude yêu thích. Sa sẽ sớm có video về những màu son nude drugstore cho các bạn học sinh sinh viên thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và subscribe channel của Beauty in Your Way nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.